Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này thì mình chia sẻ đến mọi người một cái thông tin từ cái sàn CoolGoX, đó là cái việc khai thác đồng SHIB. Thì trước đây khi mọi người khai thác đồng SHIB thì mọi người nó yêu cầu mọi người sẽ phải nhập cái mã Google Authent, nhưng đến bây giờ thì nó sẽ đã bỏ cái mã Google Authent và nó yêu cầu mọi người xác minh bằng cái mã ở trên bot Telegram. Thì để làm như thế nào thì mọi người sẽ làm theo video hướng dẫn của mình nhé. Thì đầu tiên thì mọi người sẽ đăng nhập vào sàn CoolGoX. Sau đó thì mọi người bấm chọn vào cái mục tìm thấy này cho mình. Rồi, tiếp theo thì mọi người sẽ bấm vào ship cú đấm này. Rồi, ok. Thì sau đó thì mọi người sẽ bấm vào mục cú đấm này cho mình. Đó, thì như mọi người thấy lần trước khi mọi người bấm vào đây thì nó yêu cầu nhập mã Google Authent, nhưng bây giờ thì là không nhé. Thì mọi người bấm vào chữ đúng này cho mình. Rồi, thì ở đây thì nó sẽ có một cái mã, mọi người sẽ copy cái mã này nhé. Và cái mã này thì nó sẽ thay đổi nếu như mọi người nhập sai cái xác minh Telegram này này. Cứ mỗi một lần nhập sai này, cái mã xác minh này nó sẽ thay đổi. Mọi người làm lại thì mọi người sẽ phải copy lại cái mã này nhé. Rồi mọi người bấm vào đây để copy này. Rồi sau đó thì mọi người bấm vào bot trò chuyện riêng tư này cho mình. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chọn start này và gửi cái mã đó lên đây. Và gửi cho nó. Thì nó sẽ gửi cho mọi người một cái mã xác minh 542736 nhé. Mọi người quay trở lại sàn CoolGoX này. Và mọi người sẽ nhập mã vào đây. Thì cái này chỉ có trong vòng 1 phút thôi nhé. Ở đây thì mọi người sẽ nhập mật khẩu nhé. Đó, ở đây mọi người sẽ nhập mật khẩu đăng nhập sàn CoolGoX và sau đó bấm xác nhận ràng buộc. Rồi, ok. Như vậy là mọi người đã ràng buộc xong nhé. Rồi, bây giờ mọi người sẽ bấm vào cái mũi tên quay trở lại. Rồi, mọi người sẽ bấm vào mục tìm thấy. Và mọi người bấm vào CP cú đấm. Rồi mọi người sẽ bấm chọn vào cú đấm này. Và đây nó yêu cầu mọi người nhập cái mã xác minh gửi trong Telegram bot. Thì mọi người sẽ quay trở lại Telegram bot cho mình. Và ở đây thì nó gửi cho mọi người một cái mã này. Mọi người sẽ nhập cái mã này vào nhé. 891462 này. Rồi, chọn đảm bảo. Ok, như vậy là mọi người đã nhận được nhé. Đó, thì nó khác với lần trước là mọi người nhập mã Google Authent. Sau khi mọi người nhận xong thì mọi người sẽ bấm vào cái mục này để bấm vào cái mục thu nhập đăng ký này. Rồi, mọi người sẽ bấm nhận để nhận về ví này. Đã nhận thành công này. Ok, mọi người quay trở lại cho mình. Rồi, ở mục dưới này thì nếu những ai có rep nhé. Nếu những ai có rep thì mọi người bấm vào đây. Và để nhận được cái số lượng SHIB mà rep của mọi người khai thác ấy, thì mọi người sẽ phải cam kết thêm 1 tỷ cái đồng SHIB em thì mọi người mới nhận được nhé. Ở đây thì mọi người sẽ bấm nhận về cho mình. Rồi, chọn tôi hiểu rồi là xong này. Và mọi người sẽ quay trở lại cho mình. Người ta quay trở lại nhé. Rồi bấm vào ship cú đấm này. Và ở dưới này mọi người sẽ bấm vào đây để chuyển nó về ví nhé. Bấm vào này. Rồi sau đó thì mọi người sẽ bấm chuyển ra. Và như vậy thì toàn bộ cái số token SHIB mọi người khai thác được cũng như của rep khai thác được thì nó sẽ được tự động chuyển về ví cho mọi người nhé. Rồi ok mọi người. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho mọi người, hướng dẫn lại cho mọi người cái cách để chơi xổ số cái đồng BitDoc. Rồi thì cái việc chơi xổ số cái đồng BitDoc này thì hiện nay ở trên sàn CoolGoX thì nó đang cho mọi người tham gia vào gọi là quay thưởng xổ số nhé. Tức là mọi người sẽ nhận được một ít nhất một cái giải khuyến khích là 1 triệu cái đồng BitDoc này.
Và cái này nó sẽ diễn ra liên tục trong một ngày, nên là những ai có thời gian cày thì một ngày mọi người có thể kiếm hàng trăm triệu cái đồng Bitdog này. Và đồng Bitdog này hiện nay đã được giao dịch nhé. Rồi thì bây giờ mọi người sẽ quay trở lại cho mình này. Mọi người sẽ bấm vào cái mục Bitdog xổ số này. Thì ở cái phần xổ số này là mọi người sẽ không phải đặt cọc gì nhé, chơi hoàn toàn miễn phí luôn, không mất một cái gì, không phải cọc cạch gì cả. Rồi sau khi bấm vào cái mục Bitdog xổ số thì ở đây thì nó sẽ yêu cầu mọi người nhập một cái mã để xác minh ràng buộc ấy. Thì do là mình nhập rồi nên là nó sẽ bị ẩn cái này đi. Thì với những người mới thì mọi người sẽ kéo lên này, mọi người sẽ bấm vào mục xổ số này, Telegram xổ số này cho mình nhé. Rồi mọi người sẽ join vào nhóm này. Rồi trước tiên thì mọi người sẽ phải join vào cái nhóm này trước cho mình. Rồi mọi người sẽ chọn join này, sau đó mọi người quay trở lại. Tiếp theo thì mọi người sẽ join vào cái nhóm robot này. Rồi khi mọi người join vào cái nhóm robot này, mọi người sẽ copy cái cụm từ này nhé. Thì cái cụm từ này mình có để dưới phần mô tả. Thì mọi người copy và mọi người gửi vào trong nhóm, gửi vào trong cái bot Telegram này. Thì Telegram nó sẽ gửi cho mọi người một cái thông tin như thế này. Thì ở đây thì nó sẽ có một cái mã ở đây nhé. Thì mọi người sẽ copy cái mã này. Đó. Đây ví dụ mọi người sẽ copy cái mã này, chọn sao chép này. Và mọi người sẽ quay trở lại sàn Bit, sàn Kuwait. Và mọi người sẽ dán cái mã đó vào đây. Và sau đó bấm ràng buộc là xong nhé. Rồi ok, thì cứ hàng ngày thì mọi người sẽ truy cập vào sàn và mọi người sẽ truy cập vào xổ số này. Đó thì sau đó thì mọi người khi mà xổ số nó chạy ấy, thì mọi người sẽ gửi cho nó, ví dụ như ở trên này chẳng hạn, thì nó sẽ có một cái gọi là cụm từ, nó sẽ xuất hiện một cái cụm từ là Google Wickbot gì đấy ở đây. Mọi người chỉ việc bấm vào thôi nhé, và cứ chờ 30 giây một lượt mọi người bấm vào và để nhận cái đồng Bitdog này về ví. Rồi quay trở lại, sau khi nhận được cái đồng Bitdog này về ví, mọi người quay trở lại sàn. Thì toàn bộ những cái giải thưởng khuyến khích hay những cái giải thưởng mà mọi người nhận được nó sẽ xuất hiện ở đây, và mọi người bấm nhận về ví là xong. Thế còn với những ai mà có hoa hồng thì mọi người sẽ bấm vào mục hoa hồng của tôi này. Đó thì như ở đây là mình đã hoa hồng của mình nó ở đây, thì mọi người chỉ việc bấm vào thôi và bấm nhận được là xong. Đó thì rep của mọi người nhận được bao nhiêu thì mọi người cũng nhận được bấy nhiêu cái token Bitdog nhé. Đây mình sẽ nhận hết. Rồi ok mọi người, thì như vậy là cái việc tham gia xổ số này là rất là ok, mọi người sẽ không phải mất một cái gì, hoàn toàn free nhé, mà lại cơ hội kiếm hàng trăm triệu cái đồng Bitdog nếu như mọi người có thời gian tham gia cái xổ số của nó. Và khi mọi người join vào cái nhóm xổ số ấy, lúc nào mà cái chương trình xổ số nó mở thưởng thì mọi người sẽ vào để tham gia nhé. Đó, ví dụ như ở đây hiện nay nó đang đóng ở trong web này. Còn khi nó mở thưởng thì nó sẽ xuất hiện một cái dòng cụm từ như là cái chữ là Google X gì gì đó. Với mọi người chỉ việc nháy vào đó thôi, và sau đó chờ 30 giây mọi người lại nháy tiếp nhé. Rồi ok mọi người, như vậy là mình đã cập nhật thêm những cái thông tin đến từ cái sàn Google X, một cái sàn rất tiềm năng trong tương lai và có rất nhiều những cái dự án airdrop chất lượng. Và xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Thế còn những ai đã đăng ký rồi thì mọi người hãy nhanh chóng quay trở lại cái sàn Google X để khai thác cho mình những cái đồng Bitdog như là đồng SHIB nhé. Thế còn ai chưa đăng ký thì mình có để đường link ở dưới phần mô tả. Thì mọi người đăng ký theo đường link của mình để ủng hộ mình nhé. Rồi, xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người.